năm 2022 đã qua là năm 2023 chuẩn tới đập con heo mọc. Ngày 6 tháng 2 năm 2022, con heo từ thiện ngày 15 tháng 2 năm 2022. Và hôm nay là ngày 21 tháng 1. Đập sớm hơn một tí. Xem bao nhiêu. Và đây là con heo của Vũ Quỳnh. Hơi căng đấy nha. Một phát một. À. Oh my god. Con heo của mình. Oh my god. Và sau đây Vũ Quỳnh sẽ đập tiếp con heo từ thiện. Con heo từ thiện. Oh my god. Một phát vỡ ngay con heo từ thiện. Ôi chết. Oh my god. Tuy không nhiều đó, tiền lẻ nhưng vẫn là tiền, đúng không ạ? À, không sao, sẽ đến lại. À, sau đây xin sơn với con heo rất đặc biệt vì chắc là nó hơi bị mập đấy. Mời quý vị xem con heo của Thiên Sơn năm 2022.